Bé gái 19 tháng tuổi này đang phải điều trị bại não bằng châm cứu và đã điều trị được 4 đợt. Theo mẹ của bé, nên ngay khi biết mình có thai, chị đã cố gắng bồi bổ, mong con khỏe mạnh, bụ bẫm. Ngoài việc ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng, chị còn sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung canxi, vitamin D. Thế nhưng đã 19 tháng tuổi mà con gái của chị Vui vẫn chưa biết lẫy, biết bò. Bác sĩ thì không tư vấn. Nghe người ta nói là thuốc này tốt, thuốc kia tốt cho thai nhi. Thế là tôi đang hội thuốc tôi mua thế chứ còn chắc là cũng không theo lại thầy thuốc. Theo các bác sĩ, bệnh nhi bị bại não là do khi sinh ra hộp sọ còn quá bé, mà thóp đã liền kín sớm nên não bị chèn ép không phát triển được. Ở em bé này, nguyên nhân được phỏng đoán là do mẹ bé đã bổ sung quá nhiều vitamin D và canxi khi mang thai. Thì chúng tôi cũng hồi cứu trở lại thì không tìm ra một nguyên nhân nào khác gây bại não ngoài cái nguyên nhân là mẹ cháu tự ý ra mua thuốc các cái loại vitamin, trong đó có vitamin D và canxi để uống quá nhiều trong thời kỳ bào thai. Thì khi đẻ ra ấy, thì vòng sọ của cháu này cũng rất là bé,